Vâng, em Hà xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em mời các bác ngắm cái giỏ phi điệp vàng. Hoa thì chi chít luôn. Đấy, nó đẩy nụ ra rồi nhé các bác nhé. Đấy, nụ khá là ok luôn. Đấy, nó chia nụ rồi nha. Đấy, nó vẫn còn lá luôn. Còn bác nào thích lấy cái hàng mà bị rụng lá cũng có nhá các bác nhá. Đấy, bác nào lấy cái giò này, một cái giò phi điệp vàng to như thế này, bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 1 triệu nha, 1 triệu nha, cho giò số 1 nha. Đây, số 2 này, cái loại này thì xuống sạch lá luôn các bác ạ. Có hai thân thì nó lại đang nhú như này, còn đâu là nó cứ gai gai như này hết nhá các bác nhá. Này. Đấy. Đang sưng hết nụ nhá các bác nhá. Đấy. Nó lại rụng sạch lá luôn. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1 triệu 2 nha, 1 triệu 2 nha. Đấy. Cho giò số 2 nha. Đây này, em mời các bác ngắm cái giò chồn nhà em nó ăn được mưa nha các bác nhá. Ăn được mưa nhá. Một trụ chồn to siêu khủng long nhá các bác nhá. Em trồng một cây quế này, đoạn chắc là em tách ra thôi các bác ạ, em tách ra thôi. Được 6 bông hoa. Đấy, cái giò chồn siêu to khổng lồ nhà em. Cái này phải thuê bằng xe tải nhá các bác nhá. Chỉ gửi ở miền Bắc thôi, không miền Nam không gửi được đâu. Năm ngoái là 50 bông hoa đây các bác ạ. Giò chồn này ấy. Đây, em mời các bác ngắm cái giò đuôi gà tròn Lai Châu. Đấy. Chậu này là chậu 40 nha các bác nhá. Chậu này là chậu 40. Đấy. Em dỡ ra xong em chỉ lấy ra xong em thả nó vào là em cho lên như thế này. Đấy, khá là đẹp nhá. Bác nào lấy thích cái giò gà này thì cứ báo em nha. Đây, còn cái giò gà này thì chỉ vài trăm nghìn thôi. Đấy, nó lại khác nhau nha. Giò gà như thế này bác nào lấy thì em lấy 700 nghìn thôi. Cho giò số 3 nha. Số 4 này. Đấy, một giò gà siêu to khổng lồ. Khá là nhiều mầm gốc nha các bác nhá. Thân đẹp chưa? Đây, em mời các bác ngắm cái giò đùi gà tròn này. Đấy, thân này nó chỉ được tầm hơn 50 cm thôi. Đấy. Bác nào lấy cái giò này thì báo em nhá. Giò này được khá là ok luôn. Một dè luôn. Cái này chắc phải 600 nghìn thì mới bán được nhá. Cho giò số 4. Đây, em mời các bác ngắm cái giò sơn thủy tiên họng đen này. Em trồng một tác phẩm quá đẹp luôn. Nguyên cái gỗ là nguyên khối nhá các bác nhá. Gỗ nguyên khối đấy. Phi điệp vàng, đùi gà em treo hết ngoài này này các bác này. Đó. Đây các bác này. Đấy các bác này, nhìn phi điệp vàng nhà em nó tùm luôn nhá. Các bác nhá. Phi điệp vàng tùm luôn. Dài nhiều nghẽo luôn nha các bác nhá. Bắt đầu chia nụ khá là ok. Đấy. Toàn 5-6 nụ một mắt đây nha các bác nhá. Này. Toàn 5-6 nụ một mắt thôi. 4 nụ, 5 nụ. Khá là đẹp. Đấy, bác nào thích cái giò này thì ới em nha. Cái này chỉ dài được 2,2 m thôi các bác ạ. Đây này các bác này, phi điệp vàng nhà em nó tận ở dưới này này. Đấy, đẹp chưa? Đấy. Nhìn đỉnh cao, toàn ở trên cây rồi. Em phơi nắng trực tiếp luôn nha các bác nhé.
bé tề hạt kiến luôn. Đây này, một em có một cái giò cáo của dân này. Đấy, khá là đẹp nhá. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 300.000 nhá. 300.000 hai cây như này nhá. Cho giò số 5. Đây, các bác này. Một cái giò phi điệp vàng khá là dài nhá các bác nhá. Đang nụ nhá các bác nhá. Đấy. Như thế này. Có 3 thân dài và một thân ngắn, 2 3 4 5 6 7 thân. 7 thân ngắn nhưng nó vẫn đang có nụ nhá các bác nhá. Đấy, đang nụ nhá. Như thế này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 600.000 nha, 600.000 nha. Dài này mà. Cho giò số 6. Hoàng thảo tam bảo sắc này thì em chỉ gửi ở miền Bắc thôi nha các bác nhá. Nó đang có 5 thân hoa, 5 thân nụ này. Đây nha các bác nhá, 5 thân nụ như này nhá. Đấy. Như nó nở ra là to lắm đấy các bác ạ. Này, nhìn này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 300.000 nha. Cho giò số 7 nha. Đây các bác này. Các bác lấy cái giò này được rồi. Cẩm báo. Cái giò này thì quá thuần rồi, thuần khá là lâu rồi nha các bác nhá. Một giò cẩm báo như thế này, đấy lá thông này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 320.000 nha, 320.000 nha. Cho giò số 9 nha. Đây, bác nào lấy một cái giò hạc vĩ như thế này em để cho các bác với giá là 50.000 nha. 50.000 gộp đơn cho em nha, hạc vĩ nha. Cho giò số 10. Số 11 này. Đấy, đùi gà tròn này. Nguyên bản em chỉ để như thế này thôi các bác ạ. Này. Tốt rồi. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Gà đùi gà tròn Lai Châu ấy các bác ạ. Cho giò số 11. Đây số 12 này. Hoàng thảo ý ngọc nha các bác nha. Nha. Đấy, hoàng thảo ý ngọc. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là có 6 thân nha. 6 thân hoa nha. 5 thân thôi. Nụ à ấy đây. Đấy, thân tơ nha. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 180.000 nha. Cho giò số 13. Đây nha các bác nha. Đấy, hạc vĩ thì em cho hết lên trên ngọn cây rồi. Đấy, cả giò to em cũng cho lên đấy luôn. Đến mùa hoa thì em lại lấy xuống cho các bác. Đấy, cái giò này giò trúc đen này. Nhìn được to này mà. Đấy, đùi gà tròn. Như riêng đùi gà các bác cứ cho ăn nắng 100% cho em là ok nha các bác nha. Khá là đẹp. Đây các bác này. Đấy, số 13 này. Một giò
Cẩm báo nhá, cái này em mới trồng thôi nhưng nó chạy rễ hết rồi nhá các bác nhá. Đó, như thế này. Bác nào lấy một cái giò như thế này, cây khá là to luôn, mà các bác mua biết là mua cân cẩm báo thì nó bao nhiêu nhá các bác nhá. Mà em lựa chọn như thế này nó đều cây. Đó, như thế này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 250.000 nha các bác nha, 250.000 nha. Cho giò số 13. Đây này, bác nào lấy cái loại cây nhỏ này các bác này. Đấy. Cây nhỏ này thì em bán cho các bác với giá là 180.000 thôi. Cũng là 5 cây luôn nha. Em trồng 5 cây nha. Cho giò số 15. Số 16 này các bác này. Cũng là cẩm báo, em cũng trồng 5 cây như thế này. Đó. Cái giò này thì em bán cho các bác với giá là 220.000. Không giò nào giống giò nào nha các bác nha. 250.000. À 220.000. Cho giò số 16. Đây này, giò này thì khá là nhiều cây nha các bác nhá, khá là nhiều cây. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 200.000 thôi. Đó. Tức là không giò nào giống giò nào nha các bác nhá. Cho giò số 17. Số 18 này, 5 cây cáo này. Đấy các bác nha, nhìn cho rõ nha. Này các bác này. Đó, như này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 500.000. 5 cây nha. 5 cây nha. 500.000. Thành ra có 100.000 một cây thôi các bác ạ. Nó rẻ. Còn các bác mua hàng ấy kia thì nó lại câu chuyện khác nhé. Đây em lên cho các bác một giò sơn thủy tiên họng đen. Đấy, một giò như thế này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 650.000 nha. 650.000 nha. Cho giò số... 18. Đây số 19 này các bác này. Đấy bắt đầu nở một bông rồi nha. À, trắng tinh tình tình luôn. 12 bông nha. 12 bông cây giò quế trắng tháng 8 như thế này nha. À, đẹp chưa? Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1.500.000 nha. 1.500.000 nha. Mai em cho vào không để không bắt đầu mua em cúng dường luôn. Đây một cái giò cáo đẹp như thế này các bác, toàn cây to đó. Đấy. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. À, khá là đẹp nha. Cho giò số 19. À số 19 là cuối trắng tháng 8. Số này là số 20 nha các bác nha. Số 21 này, một dề dáng hương tam bảo sắc như thế này. Đấy, một dề nhá, nguyên bản em trồng một dề như thế này nhá. Bác nào lấy cái này em để cho các bác với giá là 100.000 nhá. Cho giò số 21.
Đây, số 22 này các bác này. Một cái giò quế trắng tháng 8 đẹp như thế này, nụ đây. Các bác nhá. Đấy. Cái giò này thì được 7 cái nụ nhá, 7 cái nụ nhá. Đấy, như thế này. 7 cái nụ. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 800.000 nha, 800.000 nha. Cho giò số 23. Đây, số 24 à. Đấy, Long Tu Đá Xin Hồ nhá. Bác nào lấy cái giò này nhá, em để cho các bác với giá là 450.000 nha. 450.000 nha. Cho giò số 25. Số 26 à. Đấy. Cái này là hoàng nhạn tháng 8 nha các bác nhá. Hai cây này thì nó chưa có nụ nha các bác nhá. Hai cây này thì có nụ rồi. Đấy, hai cây này có nụ rồi. Cây này được một cái nụ và cây này được hai cái nụ. Cây này được hai cái nụ. Đấy. Nụ nó mới ngắn thôi nha các bác nhá. Đấy. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 2.500.000 nha. Nó toàn có con thôi các bác ạ. 4 cây ạ. Cho giò số 26. Đây, số 27 đây các bác này. Một cái giò nhạn này. Cây này được 3 cái nụ rồi. Cây này được 3 cái nụ rồi. Cây bên kia thì không có nụ rồi. Nó bị gì ấy. Đấy, rụng hết lá này các bác này. Cây đấy không tính tiền. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 3 triệu nha. 3 triệu nha. Cho giò số 27. Đây em có một cái cây nhạn, cây trâu. Trâu này là hoa trắng tím nha các bác nha. Trâu này trâu Thái. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400.000 nha. Cho giò số 27. Đây, số 28 này các bác này. Đấy, một giò gà như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Cho giò số 28. Đây, số 29 này các bác này. Hai cây sóc lá siêu to nhá các bác, nhìn đẹp chưa? Đấy. Đẹp. Cái giò này em để cho các bác với giá là 2.800.000 nhá. 2.800.000 nhá. Còn giò này, giò này thì nó cây nó không đều nhau, như nó có mẹ con nha các bác nhá. Mẹ con này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là cũng là 2.800.000 nha. Cho giò số hai giò này nha, số 29, số 30. Đó. Em mời các bác ngắm những cái giò gà tròn nhà em ăn nước mưa nha các bác nha. Đấy, hơn 1 mét này. Như cái này, giò này thì em bán rồi các bác ạ. Giò này hơn 1 mét thì em bán rồi. Còn giò này thì 7-80 phân thôi. Đấy. Một lùm luôn. Toàn chậu 40 hết đây nha các bác nha. Này. Đấy. Toàn chậu 40 hết. Mà em làm cầu nó lên. Quá đẹp. Toàn hàng một dè thôi. Quan trọng là nhìn hàng một dè nó mới máu nha. Móc như em nó dài mét 2 mà. Mét 2, mét 3 gì đấy. Đấy, các bác này. Nhìn thấy. Toàn hàng một dè nhá. Mày. Đỉnh chưa? Đấy. Em soi như này thì các bác mình nhìn rõ được là hàng một dè nhá. Nhìn này. Toàn một dè đó.
Đây, em có một cái giò đen rô úc mắt đen như thế này, bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 350.000 nhé, 350.000 cái giò này nhé. Đó. Cho giò số 31. Đây, các bác nhìn thấy cái chồn chồn nào nó như này không? Chồn lá nó to này không? Đấy. Chậu này chậu 30 ấy các bác ạ. Đây, số 32 này. Đấy, một cái giò gà tròn như thế này. Hàng này là hàng thân lùn nhé các bác nhé. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 300.000 nhé. 300.000 nhé. Cho giò số 32. Này, các bác nhìn chồn như em nó thế này mà. Em chưa cho thêm được móc nên là em sợ nó nặng nên là nó rụng mất ấy. Nên là em chưa cho nhá. Này. Cái cây lúc nãy em vừa quay đấy là con của nó đấy. Đây, em có hai cây cáo như thế này, như có một cây là tím nhá. Một cây là tím nhưng không biết là cây nào luôn. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1.500.000 nhá, 1.500.000 nhá. Một cây tím nhá, nhưng không nhớ là cây nào này. Đây. Cho giò số 33, số 34 này các bác này, một cái giò cáo to, lá to nhá. Có 3 cây lá 5 sen và có 2 cây lá 4 sen. Đấy, 4 sen trên 4 sen đấy nha các bác nhé. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 3.500.000 đi. 3.500.000 nha. Cho giò số 34. Em trồng nhiều cây quá, đâm mà không ăn thua giò này. Như nó chỉ có một cây là đẹp thôi. Đây, các bạn nhìn đã chưa? Cây phân nhánh, cáo phân nhánh như đang bị gãy. Chạy rễ rồi như. Cây cáo đấy đẹp. Đây, bác nào lấy cái giò này, 4 cây cáo nhá. 4 cây cáo này. Cái giò này nha các bác nhá. Đấy. Bác nào lấy thì em lấy 300.000. 4 cây. Cho giò số 36, số 37 này các bác này. Một giò cáo như thế này. Có hai thằng con này các bác này, hai thằng con rồi nhá. Đấy, nguyên bản từ rừng ấy. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 400.000 nhá. 400.000 nhá. Cho giò số 36. Đây, số 37 này, một mẹ một con này các bác này. Đấy. Cái giò này bác nào lấy thì em để 400.000 nhá. 400.000 nhá. Cho giò số 37. Cáo nhỉ, em nói với các bác này, này. Em cho em không cắt ghép gì luôn. Lá nó thế này mà. Nhìn đỉnh cao. Lá nó siêu ngắn nhá. Lá siêu ngắn. Đó. Mà lá cũng khá là to nhá. Rất là mở lá. Có hai cây. Đó. Em cắt đôi như này. Chưa bán nhá các bác nhá. Rồi. Em có một cái cục nguyên bản. Hai cây như thế này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 500.000 nhá, nguyên bản từ rừng nhá, cáo Lai Châu nhá. Cho giò số 38 này các bác này. Cái giò sóc này thì em bán rồi. Nên là em sẽ không bán nữa, em nuôi hộ khách thôi. Một mẹ 4 thằng con. À 3 thằng con. Đấy, một mẹ 3 thằng con. Đây này các bác này. Con nó đẹp chưa? Mà mẹ nó cũng đẹp nha các bác nhá. Mẹ nó cũng đẹp. Hàng một dè luôn nha các bác nhá. Hàng một dè luôn. Lá này chỉ được 5 sen thôi. Khá là ok. Đấy.
một dè đấy, chạy dễ rồi nhá các bác nhá, chạy dễ rồi nhá, hàng một dè. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 2.700.000 nha, 2.700.000 nha. Cho giò số 39 nhá. Này các bác này, lá nó khá là to luôn, không biết là tại sao này, toàn cây lá to luôn. Đấy, em về em trồng lại hết các bác ạ, em mua về không em trồng lại hết. Đấy, ba cây mẹ nó đẹp như thế này. Cái này là chậu 30 thôi, cái chậu kia chậu 35, còn cái chậu này là chậu 40. Đấy, lá khá là đẹp luôn nha các bác nhá. Đấy, một giò to như thế này. Bác nào lấy thì em để cái giò này cho các bác với giá là 2.800.000 nhé, 2.800.000 nhé, giò này nhá. Cho giò số 39, số 40 này, cái cây này. Đấy, một mẹ 5 thằng con. Đấy, nguyên một mẹ 5 thằng con luôn. Còn có 3 cây ngoài này nữa. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 2.800.000 nhé, 2.800.000 nhé. Cũng là chậu 40 nha các bác nhá. Cho giò số 39. À, số 40 chứ. Cái này là 39 rồi. 40 nhá. Đây em có một con giò hài kim vàng nha các bác nhá. Giò này mười mấy thân hoa luôn, mười mấy tép luôn. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1.000.000 nha. Nó vào 11, 12 tép gì đấy. Em để cho các bác với giá là 1.000.000 nha. Cho giò số 41. Đây các bác này. Nhìn cáo nhà em thì thôi rồi luôn. Xử lý. Này. Lá càng ngày càng to nha các bác nhá. Càng ngày càng to luôn. Lá nó phát mà hoa cũng đẹp cơ. Trồn như em là thế này mà năm nay ra được 2 con các bác ạ, 2 con rồi. Đấy, đẩy được 2 thằng con rồi nhá. Lá này nó chỉ được có 5 sen thôi các bác ạ, lá được 5 sen rồi. Đây bác nào lấy cái giò này số 42. Lá này nó chỉ được hơn 5 sen thôi nhá. Này. 5 sen rưỡi ấy. Chắc trên 5 sen rưỡi. 5 sen 6 sen 7 đấy. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 2.500.000 nha. Cho giò số 43. Này. Một cái giò cáo đẹp nha, lá ngắn nha, toàn lá ngắn. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 1.800.000 nha, khá là ok. Cho giò số 43. Đây này các bác này, đó, cái cây cáo này là người ta gọi là cáo sơ mi nha các bác nha, một cái cây cáo sơ mi đây nha. Đấy, lá trên 5 sen này các bác ạ. Em nuôi được lá trên 5 sen này đó. Mời các bác ngắm cái giò trồn nhà em nhá. Đấy, trồn đẹp chưa? Quá ok luôn. Đỉnh cao. Ăn trọn cái chỗ quý nhân nhà em luôn nhá. Ăn trọn luôn. Nó rộng, nó các bác mua về các bác phải có chỗ treo. Thích thì thích lắm nhưng phải có chỗ treo nha. Em không khuyến khích những người mà không có chỗ treo mà mua về chết, em tiếc lắm. Thật luôn. Nó không có giò thứ hai luôn ạ. Đây các bác này. Đấy, một cái giò. Cao được 1 mét đây các bác ạ. Mét đây nhá. Được 5 bông hoa. Nụ nó bắt đầu là nở rồi nhá. Đấy, nhìn ra vườn ngắm những cái giò này nó mới đã chứ các bác. Nhiều khi các bác nghĩ là chăm được giò lan 1 năm
nó ra được một lần hoa nhưng mà sai hoa như thế này. Đấy. Nó đẹp các bạn, quan trọng là nó đẹp. Đấy. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 2.800.000 nha, 2.800.000 nha. Này, đẹp chưa, xếp đẹp chưa. Đấy. Cho giò số 45. Đấy, em mời các bác ngắm tình hình của cây cáo nhá. Này, cây cáo này, cây cáo này, này. Xếp rụt rịt chưa, cây nào cũng xếp rụt rịt nha các bác nhá, không mất lá nào đâu, từ đầu năm đến bây giờ chắc chỉ mất 3 lá, 4 lá, 3 lá thôi. Đấy. Lá vừa ngắn vừa rụt rịt, vừa xếp rụt rịt luôn, một cái rễ to đùng luôn. Vâng, số 45 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nha. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nha. Em là Hà ở thành phố Lai Châu ạ. Em nó toàn hàng siêu to khổng lồ thôi các bác ạ. Hàng quan trọng là nó phải đẹp nha các bác nhá. Chơi thì nó em chỉ chủ yếu là nhìn nó sướng đã. Đấy. Nụ đây. Đẹp chưa?